Trên đường chở đồ cứu trợ vào phát cho người dân bị lũ ngập nặng ở miền Trung, chiếc xe tải bị tai nạn lật nghiêng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi khiến tài xế bị thương khá nặng. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay ngày 23 tháng 10. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 47C16226 chở đầy đồ cứu trợ lũ lụt đi theo đoàn, lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi hướng vào miền Trung cứu trợ người dân vùng lũ. Khi đoạn qua địa phận Tam Kỳ, Quảng Nam thì bất ngờ mất lái rồi bị lật nghiêng. Tai nạn khiến tài xế bị thương khá nặng ở tay, sau đó được mọi người trong đoàn cứu trợ đưa đi bệnh viện. Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng. Hành vi của người phụ nữ ngồi trên chiếc xe ô tô Honda Civic màu đỏ khiến dân mạng không khỏi thắc mắc và bức xúc. Thời điểm đó, ô tô đang lưu thông trên đường. Thế nhưng, bất chấp các nguy cơ gây tai nạn, người phụ nữ bỗng bật mở cửa xe. Không phải do bất cẩn khiến cái xe mở toang, người phụ nữ này dường như đang trong trạng thái không tốt, cố tình bật mở cửa, thậm chí có còn dùng cả chân lẫn tay để đạp cánh cửa. May mắn thời điểm đó không có phương tiện nào chạy gần xe ô tô, nếu không tai nạn là điều khó tránh khỏi. Chiếc Honda Civic này sau đó vẫn tiếp tục lưu thông với cánh cửa xe mở toang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 21 chiều ngày 20 tháng 10. Nữ tài xế cố tình mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn. Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 ngày 18 tháng 10 tại đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột. Chiếc xe Toyota mang biển số 30G13284 đang đỗ bên đường. Một người trong xe do bất cẩn khi mở cửa xe va vào một cháu bé. Sau khi đưa nạn nhân vào vỉa hè rồi mặc kệ và bỏ đi, được biết nạn nhân bị thương khá nặng. Trong lúc xe đầu kéo quay đầu trên đường ở Bình Dương, thùng xe container bất ngờ lật nghiêng rồi đè cabin bẹp rúng khiến tài xế chết kẹt bên trong. Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vào sáng nay ngày 23 tháng 10 đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một tài xế đầu kéo tử vong trong cabin. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng nay, anh Hà Quốc Thắng điều khiển chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc chứa thùng container trên đường Lê Chí Dân thuộc phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một. Khi tới một ngã ba gần cuối đường, tài xế cho xe quay đầu lại thì bất ngờ thùng xe container lật nghiêng khỏi rơ móc đè bẹp cabin. Tài xế không kịp thoát ra ngoài đã bị đè chết bên trong. Phát hiện sự việc, một số người dân gần hiện trường cố phá cửa giải cứu tài xế nhưng bất thành. Lực lượng cứu hộ sau đó phải huy động cẩu nâng thùng container ra khỏi cabin, phá cửa, đưa thi thể tài xế ra ngoài. Tại hiện trường, thùng container loại 40 feet đè ngang cabin, toàn bộ xe nằm chắn hết một phần đường lưu thông. Đến 9 giờ cùng ngày, hiện trường vụ việc mới được xử lý. Vượt đèn đỏ với tốc độ cao, cặp đôi đi xe máy đã lao thẳng vào một xe container đang băng ngang trước mặt. Sự việc xảy ra tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và được camera hành trình gắn trên một xe ô tô ghi lại được cho thấy cặp đôi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bất ngờ vượt đèn đỏ, phóng vọt qua ngã tư với tốc độ cao. Cùng thời điểm, một xe container đang băng ngang qua ngã tư, cắt mặt cặp đôi đi xe máy này. Di chuyển với tốc độ quá nhanh nên không xử lý kịp, cặp đôi này đã tông mạnh vào thùng xe khiến cả hai bị văng ra đường. Theo các nhân chứng, thì người cầm lái chiếc xe máy là một cô gái và chở theo phía sau là bạn trai. Dù không có ai trong hai người bị chiếc xe container cán phải, nhưng cả hai đều bị thương nặng sau va chạm. Thưa quý vị và các bạn, sẽ xử phạt phương tiện đi vào vùng nguy hiểm của cơn bão số 8. Đây chính là thông tin được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết về công tác chuẩn bị đối phó với diễn biến mới của cơn bão số 8. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu các đơn vị thuộc Cục và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị của địa phương, nhất là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, chuẩn bị tốt nhất cho công tác đảm bảo an toàn cứu hộ cứu nạn. Các đơn vị cần sẵn sàng lực lượng phương tiện để tăng cường cho các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai bất cứ lúc nào. Đặc biệt, Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, xử phạt nghiêm các phương tiện cố tình đi vào khu vực nguy hiểm, mặc dù đã có hướng dẫn cảnh báo để răn đe, phòng ngừa các vi phạm khác. Riêng cơ quan công an các địa phương khu vực miền Trung, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị cần có kịch bản phương án để tổ chức phân luồng từ xa, phải cấm đường nếu bị ngập sâu. Ngoài ra, công an các địa phương khu vực miền Trung cần sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc trên diện rộng, đặt cảnh báo nguy hiểm và kiên quyết không để người và phương tiện đi vào nơi ngập lụt sạt lở, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và thiết bị cứu hộ. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết rằng doanh nghiệp này công bố đường dây nóng tiếp nhận hàng hóa cứu trợ nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển miễn phí tới miền Trung một cách nhanh chóng, hiệu quả và đúng đối tượng và mục đích. Cụ thể, vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội liên hệ số điện thoại 0906 143 887 hoặc 0903 393 856. Vận chuyển hàng từ Sài Gòn liên hệ số điện thoại 0977 563 665 hoặc 02839 140 850.
ngành đường sắt sẽ tiếp nhận hàng hóa cứu trợ và vận chuyển miễn phí số hàng hóa này tới miền Trung từ ga Vinh đến ga Huế trên các chuyến tàu chạy từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Riêng hàng chuyển từ miền Nam tiếp nhận đến hết ngày 15 tháng 11. Với những mác tàu do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội quản lý, công ty không chỉ nhận vận chuyển miễn phí đến các ga Đồng Hới, Huế, mà còn có đội ngũ tình nguyện viên vận chuyển phát đến bà con. Ngoài ra, nhằm chung tay với các mạnh thường quân, các nhà thiện nguyện vận chuyển hàng cứu hộ cứu trợ đến người dân vùng lũ tại ga Đồng Hới, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng bố trí nhà khách ga Đồng Hới phục vụ chỗ miễn phí ở cho các đoàn từ thiện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân của tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý Đường bộ 2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh liên quan đến việc tạm dừng thu phí đường bộ trên quốc lộ 1 để tạo điều kiện cho các phương tiện cứu trợ người dân bị lũ lụt trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của bão lũ, nhà đầu tư chủ động tạm dừng thu phí để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Khi qua trạm, bảo vệ thiết bị và tài sản tại trạm thu phí, kịp thời tổ chức thu phí trở lại ngay sau khi đủ điều kiện thu phí. Phối hợp với Cục Quản lý Đường bộ 2, Ban An toàn Giao thông tỉnh và các cơ quan liên quan, tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông để các đoàn xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất. Trường hợp các phương tiện bị ùn tắc tại trạm thu phí, nhà đầu tư phải tổ chức xả trạm theo quy định. Việc tạm dừng thu và miễn phí cho các xe nêu trên phải được lập biên bản và ghi nhận sự việc và lưu trữ đầy đủ đúng quy định. Thưa quý vị, mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp thị sát hiện trường và chỉ đạo xuất quỹ dự phòng khẩn cấp để khắc phục hư hỏng các quốc lộ qua Huế và Quảng Trị. Theo đó, hàng loạt tuyến quốc lộ ủy thác tỉnh lộ trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Chỉ riêng các quốc lộ 15D, 9D, tỉnh lộ bị sạt lở ta luy dương, nền đường khoảng 20.000 mét khối. 8 vị trí sụt trượt nền đường, 8 hàm ếch trên quốc lộ 1D. Tổng kinh phí ước tính cần đảm bảo giao thông bước 1 gần 100 tỷ đồng. Ngay sau sạt lở, Cục Quản lý Đường bộ 2 đã chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng, các chi cục quản lý đường bộ khu vực phối hợp với lực lượng địa phương cảnh báo điều tiết giao thông, tập trung hót dọn đất đá tại các vị trí sụt lở gây ách tắc giao thông, khơi thông cống rãnh, đập phá ổ gà bằng vật liệu tạm, chặt bỏ cây đổ để đảm bảo giao thông. Chỉ riêng tổng kinh phí khắc phục thiệt hại bước 1 hơn 250 tỷ đồng. Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các vụ, cục, chức năng khẩn trương xuất nguồn kinh phí dự phòng năm 2020, tập trung đảm bảo giao thông bước 1 và thông sớm nhất các tuyến quốc lộ. Theo Bộ trưởng, kè rọ đá, giải phóng đất đá, chặn mặt đường là việc cấp thiết phải làm ngay, về lâu dài phải kiên cố hóa những vị trí trọng yếu. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư 7 tuyến cao tốc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng vốn là 64.554 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025. 7 đoạn tuyến cao tốc gồm Cần Thơ, Cà Mau, Trơn Thành, Đức Hòa, Đức Hòa, Mỹ An, Cao Lãnh, An Hữu, Cao Lãnh thuộc tuyến cao tốc 2 Hồng Ngự, Trà Vinh, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu. Theo quy hoạch hiện nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và phía Tây cùng với 3 tuyến cao tốc Bạc Liêu, Rạch Giá, Hà Tiên, Cần Thơ, Cà Mau và Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, dài khoảng 998 km. Tuy nhiên, quy hoạch xác định giai đoạn đầu tư các cao tốc này là sau năm 2030. Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam định hướng đến năm 2030, trong đó có kiến nghị điều chỉnh lộ trình đầu tư các tuyến cao tốc nêu trên trước năm 2030, đồng thời bổ sung tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh vào quy hoạch.